Xin chào các chị nhá. Em Hiệp bên công ty vệ sinh T và H Việt Nam. Hôm nay là ngày 1 tháng 4 của những năm 2023. Bên em đang bắt đầu duy trì vệ sinh nhà máy Zico Pentax ở khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội. Một công ty chuyên về sản xuất linh kiện máy ảnh, tức là những cái gì liên quan đến máy ảnh khá là lớn ở Hà Nội anh chị nhé. Đấy. Thì đây là hai cô ở ngoại cảnh ở bên em. Còn đâu là ở đây nhà máy này bên em thầu là 5 người. Thì hai người sẽ làm ngoại cảnh ở hành lang nhà xe và mọi thứ xung quanh. Còn ba người thì một người chuyên văn phòng, một người nhà máy 1 và một người ở nhà máy 2. Thì công việc của mọi người chủ yếu là duy trì nhà vệ sinh thôi, duy trì vệ sinh sạch sẽ nhà máy thôi. Đây là nhà xe. Không duy trì nhà máy nhá. Đây là cổng bảo vệ này, đây là nhà xe này, đấy cũng là nhà xe, kia là tòa nhà văn phòng, còn đây là khu vực của bếp ăn, còn kia là nhà máy 1 và nhà máy 2. Đây là xe vệ sinh nhà năng để đặt đi xung quanh nhà máy anh chị ạ. Thì anh chị nào có nhu cầu về dịch vụ vệ sinh thì hệ bên em nhá. Bên em chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh duy trì. Để gọn gọn vào trong này cô ơi. Mọi người để xe thì phải để gọn gọn vào đường nhé, đừng để giữa đường. Đây để đây được. Đấy, cái chỗ này lối đi vào đúng rồi cô ạ. Đấy để gọn gọn một chỗ nào khoa học tí. Cô để đây lại mưa. Để ra đây này cô. Để đây mưa. Đấy thế thôi để đấy. Đấy cô quét đi, quét lại xe đi. Nói chổi nào quét cũng được. Chổi đấy quét luôn, chổi chiếu ấy. Một mình bật máy bật tiếp xét đi. Thì anh chị nào có nhu cầu về dịch vụ vệ sinh công nghiệp hay là cung cấp tạp vụ nhà máy thì liên hệ bên em nhé. Bên em kinh nghiệm năm thứ này là năm thứ 6 rồi anh chị ạ. Cảm ơn chị đã xem video ở bên T và H Việt Nam nhé. Chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn có thật nhiều khách hàng tuyệt vời. Cảm ơn chị nhé.